Chào mừng các bạn đến với video này. München là một thành phố hấp dẫn nhất ở nước Đức. Hàng năm, nơi đây có rất nhiều khách du lịch ghé thăm. Thành phố này nằm ở phía nam nước Đức, cách Berlin khoảng 600 km. München là thủ phủ của bang Bayern, một bang giàu có nhất của nước Đức. Thành phố München là một trong những thành phố có rất nhiều các nhà thờ lớn. Phía trong nhà thờ được trang trí rất cầu kỳ và lộng lẫy. Ở München, nói chung, nhà thờ nào cũng rất hoành tráng và cầu kỳ. Vào trong những nhà thờ lớn, cảm giác con người sao quá nhỏ bé. Ở video này, giới thiệu với các bạn một số nhà thờ tiêu biểu của thành phố này. Đây là hình ảnh bên trong của nhà thờ Tiết Thìn. Xưa kia là nhà thờ riêng của hoàng gia Bayern và đồng thời cũng là nhà thờ của dòng tu Tiết Thìn. Nhà thờ này là nhà thờ đầu tiên được xây dựng theo phong cách kiến trúc Baroque của Ý. Năm 1659, vợ của Tuyển hầu Ferdinand Maria đã ước nguyện xây nhà thờ đẹp nhất và đắt giá nhất nếu như có thể sinh hạ được hoàng tử nối ngôi. Nhà thờ này sẽ là nhà thờ của hoàng gia và của dòng tu Tiết Thìn. Sau khi vị hoàng tử nối ngôi Maximilian ra đời vào năm 1662. Đến năm 1663, nhà thờ được tiến hành xây dựng dựa trên kiến trúc mẫu của nhà thờ thánh của dòng Tiết Thìn tại Rome. Tuy lễ khánh thành vào năm 1675, nhưng nhà thờ tại thời điểm này vẫn chưa được hoàn thiện, hoàn chỉnh. Mãi đến năm 1688 mới hoàn thành. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, nhà thờ một phần đã bị hư hại. Đến năm 1946, nhà thờ được tu bổ lại và đến năm 1955 thì hoàn tất. Đến năm 1973, việc tu bổ nhà thờ lại được tiến hành lần nữa và giữ nguyên hiện trạng cho đến ngày nay. Các bạn đang xem hình ảnh bên trong nhà thờ với các họa tiết trang trí hoa văn rất tỉ mỉ và công phu. Nhà thờ mang phong cách Baroque của Ý này có một mái vòm cao 71 m. Mặt tiền là theo phong cách cổ điển với diện mạo Địa Trung Hải và trang trí màu vàng. Nhà thờ này có ảnh hưởng lớn đến kiến trúc Baroque ở miền Nam của nước Đức. Đây là nhà thờ Thánh Peter, nhà thờ Công giáo La Mã, nằm ở thành phố này. Đây cũng là nhà thờ lâu đời nhất. Nhà thờ được xây dựng cuối thế kỷ thứ 12, năm 1180. Một nhà thờ được thánh hiến và được mở rộng theo phong cách Gothic ngay từ trước khi có vụ đại hỏa hoạn vào năm 1327. Vụ hỏa hoạn đã phá hủy toàn bộ tòa nhà. Nhà thờ trải qua những năm tháng lịch sử với nhiều biến động. Đến năm 1368, nhà thờ được xây dựng lại. Trong Thế chiến thứ hai lại bị phá hủy lần nữa. Sau đó nhà thờ được tu bổ nhiều lần cho mãi đến năm
2000 mới kết thúc trùng tu. Do nhà thờ lâu đời phải tu bổ nhiều lần nên về kiến trúc có ảnh hưởng đến nhiều nền kiến trúc khác nhau qua từng thế hệ. Trong các thế kỷ 17-18, nội thất của nhà thờ Thánh Peter mang thêm một số đặc điểm kiến trúc kiểu Baroque và kiến trúc cổ điển. Nội thất nhà thờ được trang trí nổi bật với điện thờ cao, tường và trần được trang trí rất đẹp. Một số kiệt tác nghệ thuật được trang trí trong nhà thờ. Các bạn đang xem các họa tiết trang trí trên trần của nhà thờ này. Trần nhà thờ được trang trí những bức họa vẽ rất công phu. Đây là bức tượng Thánh Peter bên trong nhà thờ, trên bàn thờ chính. Tượng Thánh Peter đeo một chiếc vương miện. Theo truyền thống, sau khi một vị giáo hoàng qua đời, chiếc vương miện này sẽ được tháo ra cho đến lúc bầu giáo hoàng mới. Một kiệt tác nghệ thuật được trang trí trên trần của nhà thờ này. Nhiều bức tượng rất đẹp được trang trí hai bên tường của nhà thờ. Điểm đặc biệt, nhà thờ lâu đời nhất thành phố này có một tháp chuông cao tới 91 mét. Tháp chuông này của nhà thờ được xây dựng theo phong cách phục hưng. Từ tháp chuông này có thể nhìn thấy toàn cảnh của thành phố.
Nhà thờ giáo đường Thánh Peter với tháp chuông 91m là biểu tượng của thành phố Mosier. Vì từ tòa tháp nhìn ra được toàn bộ cảnh quan thành phố, do đó nhà thờ này cũng là một điểm tham quan ngoạn mục của thành phố Mosier. Đây là nhà thờ Asham. Nhà thờ được xây dựng từ thế kỷ 18, trong khoảng thời gian từ năm 1733 đến 1746. Nhà thờ này được xem là một trong các công trình xây dựng quan trọng nhất của hai trường phái đại diện cho kiến trúc cuối thời Baroque tại miền Nam nước Đức. Ban đầu, nhà thờ này định xây dựng làm nhà thờ cầu nguyện cho anh em nhà Asham. Tuy dự định là một ngôi thờ tư nhân, nhưng do có sự phản đối của người dân nên anh em Asham thời đó đã phải biến nhà thờ này thành một nhà thờ công cộng. Ở thành phố này, nhà thờ nào cũng rất đẹp và trang trí cầu kỳ. Trong tất cả các nhà thờ tại thành phố này, có lẽ ấn tượng nhất là nhà thờ, chính là nhà thờ Asham. Nhà thờ này tuy nhỏ hơn các nhà thờ khác, nhưng bên trong được trang trí rất đẹp. Đa số các họa tiết được dát vàng, bóng nhoáng. Các chi tiết khác làm bằng đá, hoa cương hoặc các loại gỗ quý. Đây là hình ảnh bên ngoài của nhà thờ. Mặt tiền của nhà thờ được trang trí bằng những phù điêu đắp nổi và các họa tiết được trang trí rất công phu. Có thể thấy kiến trúc của nhà thờ này là sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc, hội họa và điêu khắc. Không gian bên trong của nhà thờ được chia theo 3 chiều thẳng đứng với độ tăng sáng dần từ dưới lên cao. Phần dưới với ghế ngồi cho những người cầu nguyện là nơi tương đối tối. Phần giữa mang sắc trắng xanh là phần tượng trưng cho hoàng đế. Phần trên cùng với những bích họa trần được chiếu sáng gián tiếp, hiến dâng cho Thiên Chúa và Vĩnh Cửu. Các bạn đang xem trang trí nội thất bên trong của nhà thờ Asham với các chi tiết. Đa số đều được dát vàng, bóng nhoáng. Một nhà thờ trang trí rất lộng lẫy. Một kiệt tác nghệ thuật được thực hiện trên trần của nhà thờ Asham. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, nhà thờ này cũng bị bom phá hủy một phần, bị hư hại ở chỗ ngồi của dàn đồng ca. Nhà thờ đã được tu bổ lại từ năm 1975 đến năm 1983. Nơi này đã được kiến thiết lại. Thank you.
một kiệt tác nghệ thuật được trang trí trên tường bên trong nhà thờ. Điểm đáng chú ý nữa là những bức tranh trên trần hoặc trên tường bên trong nhà thờ đều được vẽ theo phong cách phục hưng Ý. Và đây đều là những kiệt tác nghệ thuật. Đây là nhà thờ Đức Bà trong khu phố cổ gần quảng trường Đức Mẹ và là nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Lucian. Nhà thờ này được xem là biểu tượng của thành phố. Ban đầu, tại đây là một ngôi nhà thờ cũ, nhỏ, gồm 3 gian được xây dựng theo kiến trúc Roman với 2 tháp có kích thước tương tự như nhà thờ dòng Francisco tại Áo. Có nhiều truyền thuyết giải thích lý do việc xây dựng lại nhà thờ mới. Theo một truyền thuyết kể rằng, công tước của xứ Bayern lúc bấy giờ, trong một dịp đi săn, đã nhìn về Mucien và bảo rằng thành phố cần có một ngôi nhà thờ mới và là biểu tượng để mọi người từ xa đã có thể nhìn thấy được nhà thờ. Và về thực tế, dân số của thành phố ngày một tăng trưởng nhanh. Có lẽ đây mới là nguyên do chính cho việc xây dựng lại nhà thờ mới. Vào ngày 9 tháng 2 năm 1468, thành phố đã cử hành lễ đặt viên đá đầu tiên cho việc xây dựng nhà thờ Đức Bà mới. Ngôi nhà thờ mới được xây dựng trong một thời gian dài vì có cuộc nội chiến giữa các dòng tộc. Cho nên đến 26 năm sau, tức là vào năm 1494, nhà thờ Đức Bà mới được khánh thành. Ngôi nhà thờ Đức Bà mới theo phong cách kiến trúc hậu Gothic, dài 109m, rộng 40m và cao 37m. Hai tháp có mái đặc trưng, cao gần bằng nhau. Tháp Bắc cao hơn tháp Nam 12cm là 98,57m và tháp Nam cao là 98,45m.
Vì thời gian đó, hội đồng thành phố không cho phép xây nhà cao hơn 100 mét. Vì nhà thờ nằm ở trong vị trí ngay trung tâm của thành phố nên từ xa đã có thể nhìn thấy hai tháp của nhà thờ. Hai mái tháp của nhà thờ có hình củ hành. Hai mái vòm này có màu xanh lá cây, mang phong cách phục hưng. Hai tháp này được xây dựng thêm vào năm 1525. Cùng với ngọn tháp 91m của nhà thờ Peter, hai mái vòm của nhà thờ Đức Bà đã trở thành nét đặc trưng quen thuộc trên nền trời Mucien trong suốt nhiều năm tháng qua. Nhà thờ Đức Bà là nhà thờ lớn của thành phố này, được xây dựng chủ yếu làm bằng gạch đỏ, bên ngoài để mộc, được xây và thiết kế theo phong cách Gothic của thế kỷ 15. Bạn sẽ rất ngạc nhiên khi bước vào nội thất rộng lớn bên trong của nhà thờ. Không gian bên trong được phân chia bằng những hàng cột hình bát giác. Nhà thờ có chỗ chứa cho tới 20.000 người. Mặc dù thời điểm xây dựng vào cuối thế kỷ 15, thành phố Mucien lúc bây giờ chỉ có khoảng 13.000 dân. Du khách có thể vào tham quan tháp Nam. Trèo lên tháp Nam, có thể ngắm được toàn cảnh của thành phố. Bên trong nhà thờ còn lưu giữ được rất nhiều kỷ vật nguyên thủy, gồm có những bức tượng gỗ và những phù điêu bằng gỗ. Nhà thờ Đức Bà có tổng cộng 10 quả chuông. Có một quả chuông đúc năm 1451 nặng 2 tấn, đã được treo trên tháp Bắc vào ngày 30 tháng 3 năm 2004 sau khi nhà thờ được sửa chữa. Trong cùng ngày, 3 quả chuông mới cũng được treo trên tháp Nam. Bộ chuông của nhà thờ Đức Bà là một trong những bộ chuông có giá trị lịch sử lâu đời nhất của nước Đức. Chiến tranh thế giới thứ hai cũng phá hủy nhà thờ. Công trình trùng tu nhà thờ qua nhiều giai đoạn, cuối cùng năm 1994 đã được hoàn thiện xong. Từ năm 1994, nhà thờ được giữ hiện trạng nguyên cho đến ngày nay. Trước mặt các bạn là nhà thờ Công giáo và là Đại học Thánh Ludwig ở Mucien. Nhà thờ này được xây dựng từ năm 1829 đến 1844. Đây là một nhà thờ xây dựng theo kiến trúc Tân Roman. Đây là trang trí bên ngoài mặt tiền của nhà thờ. Nhà thờ có chiều dài 60m, rộng 20m và có hai tòa tháp cao 71m. Mỗi tháp được trang bị với 6 chuông. Các quả chuông này được đặt tên theo các thánh bổn mạng của gia đình vua Ludwig. Đây là phần trang trí trong trần của nhà thờ. Với một bức bích họa rất lớn trên trần của nhà thờ. Điều đặc biệt, nhà thờ này được thiết kế phần sàn, cho thấy nhà thờ được xây dựng như một mô hình cho một vương cung thánh đường với ba lối đi vào, tạo thành một thánh giá cổ.
Đặc biệt nữa, trên mái nhà được thiết kế những viên ngói trông giống như một tấm thảm thêu đầy màu sắc. Nhưng chiến tranh đã phá hủy, mái nhà không còn tồn tại như ban đầu. Sau chiến tranh, qua nhiều lần nghiên cứu và nhiều thử nghiệm khác nhau, những viên gạch mới đã được tạo ra với màu sắc cũ giống thuở ban đầu. Trong những năm 2007 và 2009, nóc nhà thờ lại được trang trí theo đúng thiết kế ban đầu. Các bức bích họa của nhà thờ có lẽ là một trong những tác phẩm tranh tường quan trọng nhất. Nhà thờ Ludwig ở Mussien là một mô hình cho nhiều nhà thờ khác như nhà thờ giáo xứ ở Viên và một số nhà thờ tại New York. Nhà thờ Thánh Michael được xây dựng năm 1583 đến năm 1597. Đây là nhà thờ Công giáo dòng tên, có phong cách chuyển tiếp từ thời Phục Hưng sang Baroque. Nhiều ý tưởng kiến trúc của nhà thờ này được lấy từ nhà thờ gốc của dòng tên ở Rome. Nhà thờ Thánh Michael là gương mẫu cho nhiều nhà thờ Baroque ở Đức. Nhà thờ Thánh Michael được xây dựng vào năm 1583. Đến năm 1590, tháp nhà thờ bị sập. Nhà thờ sau đó đã được sửa chữa và kiến thiết lại, mở rộng thêm. Lễ khánh thành vào tháng 7 năm 1597.
Sau sự tàn phá nặng nề do bom trong chiến tranh thế giới thứ hai, nhà thờ đã được xây dựng lại vào năm 1953. Nội thất của nhà thờ được làm mới lại vào dịp kỷ niệm 400 năm. Từ năm 1980 đến năm 1983. Về mặt tiền của nhà thờ, đến năm 2009 bắt đầu cải tạo lại. Bên trong của nhà thờ Michael khá rộng và nhiều ánh sáng, không gian thông thoáng cho gian giữa và gian ca đoàn là 1.500 m², chiều cao 28 m và chiều dài 80 m. Các bạn đang xem trang trí nội thất bên trong của nhà thờ Thánh Michael. Nhà thờ Trinity là một nhà thờ tôn giáo. Đây là một nhà thờ được kiến trúc theo phong cách Baroque, được xây dựng từ năm 1711 đến năm 1718. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, đây là nhà thờ duy nhất ở trung tâm thành phố Mosul không bị bom đạn phá hủy. Đây cũng là nhà thờ đầu tiên của Mosul xây dựng theo phong cách Baroque muộn. Tòa nhà trung tâm với mái vòm và lối đi vào phức tạp. Kiến trúc Baroque là một thuật ngữ dùng để mô tả phong cách xây dựng của thời kỳ Baroque Ý bắt đầu từ cuối thế kỷ 16. Kiến trúc Baroque tận dụng những ngôn ngữ của kiến trúc phục hưng nhưng theo một cách thức mới, mang tính chất hùng biện và phong cách sân khấu, thường dùng để phô trương sức mạnh của nhà thờ Công giáo La Mã. Nó được đặc trưng bởi những khám phá mới về hình dáng, ánh sáng, bóng râm và mức độ kịch tính. Trong kỷ nguyên Baroque, kiến trúc trở nên phức tạp và cầu kỳ hơn. Nghệ thuật kiến trúc Baroque đi ngược lại với kiến trúc thời phục hưng, cứng nhắc, vốn thừa hưởng từ Hy Lạp cổ đại và La Mã cổ đại. Các đặc điểm chung của kiến trúc Baroque bao gồm một không gian trung tâm rộng mở, nơi mọi người có thể nhìn thấy bàn thờ, cột xoắn, hiệu ứng sân khấu, bao gồm ánh sáng đến từ một chiếc vòm phía trên. Hiệu ứng nội thất được ấn tượng tạo ra với những cái chi tiết mạ vàng, các cụm thiên thần điêu khắc và các nhân vật khác ở trên cao. Và sử dụng rộng rãi các chi tiết kiến trúc và hình vẽ trên tường và trần nhà để tăng hiệu ứng kịch tính và sân khấu. Kiến trúc Baroque tạo ra những không gian phức tạp và những luồng ánh sáng kỳ bí được chiếu khắp nơi mà người ta không thể nào tìm thấy điểm xuất phát của ánh sáng đó.
Đây là một kiệt tác nghệ thuật trang trí trên trần vòm của nhà thờ. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau. Chào tạm biệt các bạn.